Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin thời tiết đầu giờ sáng nay của kênh VTC14. Đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh khu vực Bắc Bộ do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nền nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh, mức độ rét càng tăng lên khi nhiệt độ trong đêm qua chỉ phổ biến từ 12 đến 15 độ. Thậm chí, ở những nơi có địa hình núi cao, trời còn có dấu hiệu rất đậm khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ. Các tỉnh ven miền Bắc và Châu Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc mạnh nên trời duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to ở phần phía Bắc khu vực trời rét. trong ngày hôm nay khối không khí lạnh có cường độ mạnh vẫn bao trùm toàn bộ khu vực bắc bộ. do vậy buổi sáng trời vẫn còn nhiều mây, một vài nơi có mưa nhưng lượng không đáng kể, trời rét. trong đó có nơi rất đậm rét hại. Ở thời điểm hiện tại, nhiệt độ ngoài trời đang duy trì ở mức từ 15 đến 16 độ, nhưng đến khoảng sau 8 giờ sáng thì nhiệt độ sẽ nhích dần lên, sau mức độ tăng nhiệt rất chậm nên vào thời điểm giữa trưa, hầu hết các nơi nhiệt độ chỉ lên dao động trong khoảng trên dưới 17 độ. Đến chiều tối và đêm, quá trình giảm nhiệt diễn ra mạnh mẽ hơn, nhiều nơi nhiệt độ hạ xuống dưới 14 độ. Riêng một số nơi có địa hình núi cao thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn và Lào Cai, nhiệt độ rất thấp, ban ngày dưới 10 độ, còn ban đêm có thể ở mức từ 4 đến 7 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sáng nay còn có mưa nhưng sau đó mưa giảm dần, nhiệt độ khá thấp, trời rét với nhiệt độ ban ngày dưới 20 độ và ban đêm từ 14 đến 17 độ. Với khu vực Trung Trung Bộ, do đời gió Đông Bắc vẫn tiếp tục duy trì cường độ mạnh nên tình hình mưa vẫn chưa có dấu hiệu duy giảm. trời nhiều mây, có mưa, có nơi lượng mưa khá lớn và nhiệt độ trong ngày còn tiếp tục giảm thêm khoảng 2 độ, trời lạnh dần. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, trời có nắng và nền nhiệt ít biến đổi. Riêng khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đêm nay nhiệt độ có xu hướng giảm, trời rét ở Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất duy trì ở mức 16 đến 19 độ. Ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ trời sẽ se se lạnh với nhiệt độ về đêm từ 21 đến độ. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Trong 2 đến 3 ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời còn xét, có nơi rất đậm, rất hại, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ còn có mưa, các tỉnh Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 cho đến 19 độ, có nơi từ 21 cho đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rất đậm, rất hại, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 8 cho đến 10 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió tây bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, còn nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 25 độ, phía Nam có nơi từ 27 cho đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ, còn nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động, nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động, nhiệt độ dao động trong khoảng 26 cho đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rất đậm rất hại. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Bản tin dự báo thời tiết sáng nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết tiếp theo của chúng tôi.